con đi. Không cái hỏi hát đấy không nghe, nhưng mà phải bỏ ra không bỏ hát nhé. Sợ bị sợ nhái. Đẹp này rất là đẹp anh em nhé, chất âm thì quá đẳng cấp rồi. Hàng sớm bay rồi, bạn đầu tiếng gọi mẹ Trường Sơn cho năm đứa con về ở với demo của cái dòng mic GD Gutin bãi xịn này anh em nhé. Những cái dòng này nếu mà mua mới ở bên thị trường bên Trung Quốc ấy, giá mới của nó rơi vào tầm 14.500.000 một bộ. Đấy, hàng bãi của em còn đẹp đến gần như mới, trên 90%. Bán cho anh em chơi với cái giá 2.800.000 một bộ. Và số lượng em chỉ có 19 bộ thôi. À, vừa giờ có anh chốt một bộ rồi, còn 18 bộ. Anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ nhanh với em nhé.